Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 7 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, khoảng một tuần nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh chuyển lạnh đột ngột, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn đã tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, đặc biệt đối với người có sức đề kháng kém như trẻ em và người già. Cùng với tác động của thời tiết do tập quán sản xuất, đồng bào dân tộc Mông vẫn còn có thói quen cho con đi làm nương cùng bố mẹ, dẫn đến trẻ dễ mắc các bệnh viêm phổi. Vâng, khi mắc các bệnh viêm phổi không được phát hiện và điều trị kịp thời, đa số các trường hợp đều nhập viện trong tình trạng nặng, dễ dẫn đến tử vong. Thực tế ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe con người ra sao và làm thế nào để bảo vệ cơ thể trước những thay đổi của thời tiết sẽ là nội dung chúng tôi đề cập vào sau trong chương trình thời sự tối nay. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng sớm hôm nay trên địa bàn xã Mường Phăng, huyện Điện Biên đã xuất hiện băng tuyết. Một số người dân trên địa bàn xã Mường Phăng cho biết, khoảng 3 ngày gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống thấp, dao động từ 8 đến 12 độ C. Đặc biệt, vào đêm qua có lúc nhiệt độ ngoài trời xuống chỉ còn khoảng 3 đến 5 độ C. Đến sáng sớm đã xuất hiện băng tuyết. Không chỉ có xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tại xã Tả Xìn Thàng, huyện Tùa Chùa, băng tuyết cũng đã xuất hiện. Trên mạng xã hội Facebook, một người dân cũng đã ghi được hình ảnh băng tuyết khá dày, phủ kín cây cối và diện tích rau màu của bà con nông dân. Ngoài ra, ở một số địa phương như xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, xã Thanh Phong, Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, nhiệt độ cũng xuống rất thấp, khả năng xuất hiện băng tuyết rất cao. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, đợt không khí lạnh này còn tiếp diễn và kéo dài. Để phòng tránh rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe của con người cũng như cây trồng, vật nuôi, người dân các địa phương trong tỉnh cần chủ động mặc ấm, bổ sung thêm chất dinh dưỡng, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ, để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, cần chủ động che chắn chuồng trại, không thả rông gia súc, tránh gia súc bị chết, gây thiệt hại kinh tế cho gia đình. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác phát triển đảng, các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ đã tập trung chỉ đạo lãnh đạo, làm tốt công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới. Qua đó, trong năm 2019 đã kết nạp được 1.796 quần chúng ưu tú vào đảng. Trên cơ sở nghị quyết, cấp ủy các tổ chức đảng tiếp tục bám sát tình hình cơ sở, coi trọng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đảng bộ. Song song với đó, công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Trong đó ưu tiên tập trung vào quần chúng ưu tú là cán bộ công tác tại địa bàn vùng sâu vùng xa, cán bộ là người dân tộc, phụ nữ, đoàn viên thanh niên. Thông qua các đợt thi đua được phát động gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng chi đảng bộ trực thuộc đã phát hiện và lựa chọn, xem xét những quần chúng ưu tú để cử đi học các lớp nhận thức về đảng. Trong năm 2019, toàn tỉnh đã kết nạp 1.796 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 40.240 đảng viên, giảm số thôn bản chưa có đảng viên từ 11 thôn bản xuống còn 8 thôn bản. Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã tập trung nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác này. Đảng bộ huyện Tuần Giáo hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng với trên 4.150 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số có 2.940 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung phân công các đồng chí cấp ủy viên đi cơ sở dự sinh hoạt cùng chi bộ ở địa bàn mình phụ trách để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường hướng dẫn kiểm tra đối với các chi bộ về xây dựng quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tích cực đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, tập trung kiện toàn, củng cố một số chi đảng bộ còn yếu kém. Huyện ủy cũng chú trọng nâng cao năng lực nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở. Nhờ triển khai nhiều giải pháp nên đến nay, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng đã đi vào nền nếp. Nội dung sinh hoạt ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng sinh hoạt được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Với trên 180 biên chế đã tinh giản từ năm 2015 đến nay, đạt hơn 80% kế hoạch, huyện Tuần Giáo là một trong những địa phương đi đầu trên địa bàn tỉnh trong công tác tinh giản biên chế theo nghị quyết số 39 NQTVK của Bộ Chính trị khóa 11 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Hiện nay, tổng số biên chế hành chính và viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp của toàn huyện Tuần Giáo được giao là trên 2.200 người. Giai đoạn 2015-2021, huyện đặt mục tiêu giảm hơn 220 biên chế. Thời gian qua, huyện ủy Tuần Giáo đã xây dựng đề án tinh giản biên chế trong các cơ quan đơn vị giai đoạn 2015-2021 và kế hoạch tinh giản hàng năm.
tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ đảng viên và đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện tinh giản biên chế, đồng thời tiến hành rà soát sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ viên chức đảm nhận vị trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, năng lực công tác. Trên cơ sở rà soát, đánh giá các tổ chức, cơ quan còn chồng chéo trùng lặp tương đồng với chức năng nhiệm vụ, huyện sẽ sắp xếp lại theo hướng tinh giản, sáp nhập, nhất thể hóa để giảm bớt đầu mối. Thời gian qua, tỉnh ta đã đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa Điện Biên đi các địa phương khác và các tỉnh Bắc Lào với tổng kim ngạch đạt 83 triệu USD. Với điều kiện tự nhiên và vị trí thuận lợi để giao lưu trao đổi hàng hóa đi các tỉnh Bắc Lào nói riêng và các địa phương của tỉnh nói chung, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển hàng hóa, xuất khẩu những sản phẩm chủ lực của địa phương, góp phần tăng nguồn thu cho doanh nghiệp, người dân và đóng góp vào ngân sách của tỉnh. Theo đánh giá, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2019 ước đạt 83 triệu đô la Mỹ, đạt 100% so với kế hoạch, tăng trên 23% so với năm 2018. Trong đó xuất khẩu đạt 50 triệu đô la Mỹ, tăng trên 13,6%, chủ yếu là xi măng, vật liệu xây dựng, hàng hóa khác. Nhập khẩu đạt 33 triệu đô la Mỹ, tăng trên 43% so với năm 2018, chủ yếu là các mặt hàng máy móc, thiết bị, các loại nông sản. Tính đến thời điểm hiện nay, 6 trên 10 xã thị trấn của huyện Mường Ảng đã đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi, bao gồm Xuân Lao, Nậm Lịch, Ngối Cái, Ảng Cang, Ảng Nưa và xã Ảng Tờ. Tính đến hết tháng 11, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 9 xã của huyện Mường Ảng. Số lợn đã tiêu hủy là trên 1.200 con với tổng trọng lượng trên 34 tấn. Ngoài 6 xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi, 3 xã Búng Lao, Mường Đăng và thị trấn Mường Ảng công bố tái dịch. Huyện đã phê duyệt hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi đợt 1 cho các xã với tổng kinh phí trên 470 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn tiêu hủy từ nguồn vốn dự phòng ngân sách xã. Sau khi công bố hết dịch tại 6 xã, huyện Mường Ảng đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Thú y phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và các đơn vị tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định, đặc biệt tại khu vực ổ dịch cũ, các hố chôn xác lợn, hướng dẫn người dân tiêu độc khử trùng môi trường khu vực chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao dễ phát sinh nhằm tránh dịch bệnh tái phát, đồng thời vận động người dân chuyển sang chăn nuôi một số loại gia súc gia cầm khác để đáp ứng bù sản lượng thịt lợn do bệnh dịch và đảm bảo sinh kế cho người nông dân. Để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Mường Trà đã phát huy tối đa các nguồn dự án đầu tư, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cũng như phát động phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung và hình thức. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân huyện Mường Trà, sau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đã có 3 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới là Mường Mươn, Na Sang và Sa Lông, 7 xã đạt 6 đến 11 tiêu chí, 1 xã đạt 5 tiêu chí. Để đạt được kết quả trên, huyện đã huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, chú trọng lồng ghép các nguồn vốn, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đặc biệt từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung giải ngân nguồn vốn để đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, công trình nước sinh hoạt, phục vụ nhu cầu của người dân. Qua đó góp phần cùng nhân dân các xã đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch năm 2020, huyện Mường Trà phấn đấu sẽ có 10 xã đạt từ 9 đến 16 tiêu chí, 1 xã đạt 7 tiêu chí, có thêm xã Nậm Nèn cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Hôm qua ngày 6 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với một số công ty du lịch trong nước tổ chức khảo sát trải nghiệm điểm di tích đài quan sát trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Điểm di tích đài quan sát trong chiến dịch Điện Biên Phủ đặt trên đỉnh núi Pú Tó Cọ, bản Khá, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên với diện tích gần 5.000 m2. Đỉnh Pú Tó Cọ cao trên 1.700 m so với mực nước biển. Để lên đến đỉnh phải vượt qua gần 4 km đường rừng. Đây là vị trí thuận lợi, bằng ống nhòm có thể quan sát khu vực lòng chảo Mường Thanh và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thị trấn Mường Ảng và hồ Nậm Ngám của xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, vào 9 giờ sáng ngày 6 tháng 5 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp lên đỉnh núi để nắm tình hình chiến sự, đề ra những quyết định quan trọng. Ngoài các giá trị lịch sử, đỉnh núi Pú Tó Cọ còn nhiều giá trị văn hóa gắn liền với đời sống của đồng bào dân tộc Thái xã Mường Phăng. Điểm di tích đài quan sát trong chiến dịch Điện Biên Phủ là một trong 45 điểm di tích thành phần của di tích quốc gia đặc biệt tại chiến trường Điện Biên Phủ, đã được chính phủ công nhận nhưng chưa có điều kiện khai thác.
Sau chuyến khảo sát này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch kết hợp giữa du lịch lịch sử, du lịch trải nghiệm gắn với du lịch văn hóa bản địa để thu hút khách du lịch đến tham quan. Sáng nay tại bản Lọng Luông, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, Phòng Văn hóa Thông tin huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên lần thứ tư. Đồng bào dân tộc Mông là một trong 8 dân tộc cư trú trên địa bàn huyện Điện Biên. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và với các nét sinh hoạt văn hóa giàu bản sắc, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc trưng của đồng bào Mông sinh sống tại 11 xã trên địa bàn huyện đã diễn ra tại chương trình giao lưu văn hóa này. Trên 250 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên là người dân tộc Mông đã mang đến giao lưu văn hóa những điệu múa, lời ca đậm đà bản sắc. Hội thi đẩy gậy, kéo co, tù lu, bán nỏ, giã bánh xày là các hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đến tham dự cổ vũ. Chương trình giao lưu văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên lần thứ tư là một trong các hoạt động văn hóa sôi nổi diễn ra hàng năm. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, đồng thời củng cố hơn nữa khối đoàn kết dân tộc, khích lệ đồng bào vùng cao phát huy ý chí tự lực tự cường, chung tay xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển. Hôm nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng đã phối hợp với Hội cựu học sinh trường cấp 3 thị xã Lai Châu cũ, Quỹ tình người Lai Châu trên khắp mọi miền đất nước, tổ chức khánh thành và bàn giao công trình nhà ở bán trú trường trung học cơ sở xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng. Trường trung học cơ sở Ảng Tở hiện nay có 12 lớp, 481 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ học sinh là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 41%. Hiện tại nhà trường có tổng số 14 phòng nội trú, còn thiếu 6 phòng nên các học sinh phải ngủ ghép quá chật chội. Tháng 9 năm 2019, Hội cựu học sinh trường cấp 3 thị xã Lai Châu cũ, Quỹ tình người Lai Châu trên khắp mọi miền đất nước đã hỗ trợ gần 240 triệu đồng cho trường trung học cơ sở xã Ảng Tở xây dựng 3 phòng nội trú cho học sinh. Đến nay công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh yên tâm học tập, ăn nghỉ bán trú tại trường. Thưa quý vị và các bạn, như phần đầu chương trình chúng tôi đã giới thiệu, trong chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ phản ánh những tác động của thời tiết đến sức khỏe con người. Tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những ngày gần đây liên tục quá tải với số lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao. Vâng, trong đó các bệnh viêm đường hô hấp, sốt virus và tiêu chảy đang có chiều hướng phức tạp khi thời tiết chuyển mùa. Phản ánh của phóng viên thời sự. Từ đầu tháng 12 đến nay, thời tiết chuyển lạnh đột ngột, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá cao. Có thời điểm nhiệt độ giảm xuống trên 10 độ đã tạo môi trường thuận lợi cho mầm bệnh virus sinh sôi phát triển, khiến số lượng trẻ nhập viện tăng cao. Tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh, do số lượng bệnh nhi tăng đột biến dẫn đến tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép giường để điều trị. Thực ra là cũng không bảo, bác sĩ bảo ghép giường là bố cũng không muốn ở, nhưng mà chỉ sợ con co giật nên mà vẫn phải ngồi ở đây chung giường đấy. Nói chung là nhiều cái bất tiện lắm chị ạ. Lúc trước thì ở nhà thì bé vừa ho và vừa sốt, nên xuống đây bác sĩ chẩn đoán là bị viêm phổi, nên là với nằm viện với nằm ghép thế này thì rất là khó khăn cho các bà mẹ xuống đây để trông bé. Hiện tại khoa nhi có khoảng 70 giường bệnh, song số lượng bệnh nhân điều trị nội trú luôn ở mức từ 100 đến 120 bệnh nhi, tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước. Trong đó có khoảng 80% bệnh nhi mắc các bệnh viêm phổi, viêm họng, hen phế quản, sốt co giật và tiêu chảy. Đa số các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng, nhiều bệnh nhi vừa phải thở máy, vừa ghép giường, gây khó khăn trong quá trình điều trị. Trong khi đó, các trường hợp là con em đồng bào dân tộc Mông đều nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do viêm phổi nặng làm gia tăng nguy cơ dẫn đến tử vong. Thời gian gần đây do thời tiết lạnh đột ngột nên ở khoa nhi số lượng bệnh nhân tăng đột biến. Bình thường khoa nhi dao động tầm 60 đến 70 bệnh nhân, nhưng trong khoảng 2 tuần gần đây thì bệnh nhân đã dao động khoảng 101 đến 120 bệnh nhân ở tại khoa nhi. Với mùa này thì thường gặp những cái bệnh như là viêm phổi, sốt virus hoặc là tiêu chảy. Với sốt virus thì rất hay gặp là sốt cao co giật do người nhà mình không để ý, để nghĩ là trời lạnh con sốt thì lại ủ ấm này, đắp chăn rồi đi tất các kiểu, nên là con hay co giật. Nên là với khoa cô là ngày nào cũng gặp bệnh nhân sốt cao co giật vào. Với những cái bệnh nhân này đồng bào, ví dụ người Mông vào thì thường trong cái tình trạng viêm phổi rất là nặng, do bệnh nhân chắc không được giữ ấm.
vào thì viêm phổi nặng, có những cái bệnh nhân rất nặng phải đặt nội khí quản thở máy, rồi những cái bệnh nhân thở oxy. Với những cái bệnh nhân viêm phổi nặng như thế thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Thời tiết giá lạnh là thời điểm trẻ nhỏ dễ bị mắc bệnh về đường hô hấp. Do đó, các bậc phụ huynh cần giữ ấm cơ thể trẻ vào ban đêm và sáng sớm, cho trẻ uống nước ấm, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên. Khi trẻ có triệu chứng ho, sốt, khó thở, không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà khi chưa biết rõ thể trạng bệnh lý, mà cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, nhất là ở người cao tuổi, nhiều bệnh mãn tính tái xuất hiện, trong đó đáng kể là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi gây tử vong với tỷ lệ rất cao nếu không được điều trị đúng phác đồ. Người cao tuổi là đối tượng dễ mắc bệnh về đường hô hấp khi thời tiết chuyển mùa do sức đề kháng kém. Trong một tuần qua, khoa lão khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận điều trị gần 50 bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, suy tim, tăng huyết áp. Trong đó, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang có chiều hướng gia tăng do thói quen hút thuốc lá. Trước đây tôi đã hút thuốc lá, thuốc nào ấy, từ đến đây là đúng là tròn 50 năm. Quá trình hút thuốc lá thì tôi mới tức ngực, khó thở và ho nhiều. Cho nên tôi mới đến khám ở bệnh viện. Tôi đến khám thì được bác sĩ xác định là tôi bị bệnh phổi mãn tính. Cho nên là mỗi năm tôi phải đến chữa bệnh ở đây 2 đến 3 lần. Bây giờ là sức khỏe thì ngày càng yếu. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có đặc điểm tắc nghẽn lưu lượng khí thở ra thường xuyên, tiến triển, khó hồi phục hoặc chỉ hồi phục một phần do viêm phế quản mãn tính hoặc do khí phế thủng gây ra. Bệnh thường xảy ra ở người cao tuổi, nhất là những người có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào hoặc hít phải khói thuốc trong một thời gian dài. Thì bình thường như mọi năm vào thời gian này thì thời tiết đã khá là lạnh. Thì cái số lượng bệnh nhân về bệnh phổi tắc nghẽn phải nhập viện sẽ tăng cao hơn. Ở nước ta thì tình trạng thanh thiếu niên hút thuốc lá từ khoảng 13-14 tuổi đã rất là nhiều. Thì đến khi những bệnh nhân đó đến khi vào khoảng 50 tuổi đã có thâm niên phải đến hơn 30 năm hút thuốc. Và đó là một trong nguyên nhân làm tăng số lượng bệnh nhân bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với thời tiết này thì khuyến cáo các bệnh nhân thứ nhất là gì? Điều đầu tiên là phải duy trì cái thuốc dự phòng cho bệnh nhân. Và những cái thuốc đó thì ở bệnh viện bây giờ cũng đang triển khai và quản lý. Thì hàng tháng bệnh nhân nên đi khám định kỳ và dùng thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường hay tái phát trong mùa lạnh. Bởi vậy, để phòng bệnh, người cao tuổi cần mặc đủ ấm, ngủ ấm, nên hạn chế ra đường và tập thể dục vào lúc sáng sớm. Nên ăn đủ chất dinh dưỡng, uống nước ấm và sử dụng thuốc đúng liều theo chỉ dẫn của bác sĩ để tránh những tai biến có thể xảy ra như đột quỵ, tai biến mạch máu não. Thưa quý vị và các bạn, do thời tiết rét đậm cùng với đó là việc thiếu kiến thức trong phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ở đồng bào dân tộc thiểu số đang là điều kiện bùng phát một số dịch bệnh. Làm cha làm mẹ ở độ tuổi 15-16, cùng với sự thiếu thốn về điều kiện vật chất và kiến thức chăm sóc con trẻ của các cặp vợ chồng tảo hôn, đang là điều kiện bùng phát một số dịch bệnh nguy hiểm. Cùng với đó, do tập quán sản xuất nên đa số trẻ mới sinh từ một tháng trở lên thường được bố mẹ đưa đi làm nương cùng, cũng dẫn đến trẻ bị viêm phổi do nhiễm lạnh. Từ đầu năm đến nay, tại khoa nhi tiếp nhận điều trị không ít ca bệnh mắc viêm phổi nặng ở trẻ em người dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều trường hợp tử vong do suy hô hấp. Mình cũng không biết, nhưng mà thông thường là mình vẫn đi là lúc đi là khoảng là hơn 6 giờ, 7 giờ đấy. Nhưng mà lúc về thì gần 5 giờ hoặc 5 giờ đấy, về trong thời gian đấy. Là cách nông khoảng là gần 1-2 cây số. Do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm trong những ngày gần đây, nhiều học sinh các trường mầm non tiểu học trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã phải nghỉ học do sốt virus, bệnh tay chân miệng, rối loạn tiêu hóa và viêm đường hô hấp. Trạm y tế chúng tôi đã xuống tại các trường mà có trẻ bị sốt virus và bị chân tay miệng. Vì cái bệnh sốt virus ý, thì là đang cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng trẻ có thể mình sẽ tìm nguyên nhân để điều trị. Nếu trẻ sốt cao thì cho hướng dẫn cho các bà mẹ cho trẻ dùng thuốc hạ sốt để tránh co giật,
và cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và nước hoa quả để nâng cao thể trạng, để trẻ ở nhà, và nếu như trẻ sốt cao quá thì tư vấn cho các bà mẹ là cho trẻ đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh, để theo dõi điều trị. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng ghi nhận nhiều ca mắc sởi và thủy đậu ở các huyện Điện Biên, Tủa Chùa, Nậm Pồ, Mường Nhé và huyện Mường Ảng. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tăng cường cán bộ xuống cơ sở, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các tuyến trong việc phát hiện, giám sát, điều tra, xác minh và báo cáo dịch được kịp thời, nhanh chóng và chính xác. Đối với các hoạt động về chỉ đạo cái công tác phòng chống dịch bệnh thì từ tỉnh đến ngành y tế cũng như là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã chỉ đạo các tuyến, các cấp y tế cơ sở, các tuyến cũng như là đề xuất với chính quyền các cấp trong vấn đề tăng cường chỉ đạo cái công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Vì nếu chỉ ngành y tế không mà làm dịch là không thể làm được. Thì tỉnh Điện Biên cũng đã tập trung chỉ đạo cái công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là cái dịch bệnh sởi. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, thời tiết rét đậm rất dễ bùng phát các bệnh qua đường hô hấp. Bởi vậy, khi trẻ có dấu hiệu ho, sốt, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ tới khám tại các cơ sở y tế để chẩn đoán và có hướng điều trị kịp thời, tránh tình trạng co giật khi trẻ bị sốt cao. Đồng thời, mỗi gia đình cũng cần thực hiện vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, dùng nước súc miệng, sát khuẩn mũi, họng cho trẻ để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, bổ sung chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ khi thời tiết chuyển mùa. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình của đài chúng tôi trên địa chỉ website dienbientv.vn và địa chỉ YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.